Như quý vị đã biết thì hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mà từ thiện thì sẽ có nhiều hình thức khác nhau. Có nhiều nghệ sĩ bỏ thời gian, công sức, tiền bạc của chính mình để làm từ thiện. Nhưng cũng có không ít những nghệ sĩ lại lợi dụng sự nổi tiếng và uy tín cá nhân để đứng ra kêu gọi khán giả và các mạnh thường quân đóng góp. Từ đó họ sẽ đại diện để tham gia từ thiện dưới nhiều dạng như trao tặng trực tiếp hay chuyển khoản vào các quỹ cộng đồng. Vâng, trong xã hội này thì nghệ sĩ là danh xưng để chỉ những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật và là người của công chúng. Khán giả thì không chỉ thụ hưởng các sản phẩm của các nghệ sĩ mà còn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi mỗi hoạt động của họ. Từ trước đến nay thì sức ảnh hưởng của giới nghệ sĩ đối với xã hội thì luôn mạnh mẽ. Việc nghệ sĩ làm từ thiện cũng vậy. Từ lâu thì câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện thì đã không còn xa lạ đối với công chúng. Nhưng việc này thì lại thường bị gắn mác với hai từ là thị phi. Mỗi khi có nghệ sĩ đi làm từ thiện thì trên mạng xã hội sẽ luôn có những lùm xùm được đưa ra. Người thì cho rằng làm từ thiện thật hay là đang làm màu. Còn một số ý kiến khác thì lại hoài nghi xem là số tiền từ thiện có đến được tận tay đúng người hay không. Vâng, chính xác như vậy ạ. Làm từ thiện thì với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, để chi tiêu như thế nào cho đúng mục đích, đúng đối tượng, đến tận tay người có hoàn cảnh khó khăn thì thực sự hoàn toàn không hề đơn giản. Và với một cá nhân hay một nhóm người sức lực có hạn, để trao hết hàng trăm tỷ đồng thì đúng đối tượng trong hoàn cảnh lũ lụt lại đi lại cực kỳ khó khăn. Đó lại càng là một thử thách lớn. Và bên cạnh những tấm lòng cao cả thì cũng có những câu chuyện không mấy tốt đẹp về sự minh bạch trong các hoạt động từ thiện này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi vì sao những sự việc này lại xảy ra và làm thế nào để đảm bảo sự minh bạch trong các hoạt động từ thiện. Trước hết, quý vị hãy cùng điểm lại một số vụ việc điển hình về việc làm từ thiện không minh bạch trong thời gian qua. Ca sĩ Thủy Tiên có lẽ là nhân vật được nhắc tên nhiều nhất khi nhắc đến vấn đề thiếu minh bạch khi làm từ thiện. Trong trận lũ lịch sử cuối năm 2020 gây thiệt hại nặng nề cho người dân miền Trung, hình ảnh cô ca sĩ này lội bi bõm trong dòng nước ngập, phát tiền và đồ cứu trợ cho người dân đã thu được sự đồng cảm của nhiều người. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, nữ ca sĩ này lại bị tố ăn chặn tiền từ thiện ở miền Trung, khiến dư luận xôn xao, đặc biệt là về đoạn clip như một bằng chứng ghi lại cảnh phát 5 triệu nhưng chỉ đưa 6 tờ 500 nghìn. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về thông tin này, thừa nhận sai sót của bản thân và khẳng định đã phát bù cho những hộ còn thiếu. Nhưng lý do đếm nhầm lại càng khiến công chúng hoài nghi và kết cục, nữ ca sĩ từ thiện này nhận lại nhiều gạch đá của dư luận. Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng bị tố ngâm tiền từ thiện. Khi đó trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh vẫn chưa giải ngân hơn 14 tỷ đồng tiền hỗ trợ miền Trung. Đây là số tiền mà các nhà hảo tâm quyên góp nhằm cứu trợ đồng bào miền Trung trong khó khăn hoạn nạn vì lũ lụt vào tháng 10 năm 2020. Sau khi bị dư luận chỉ đích danh, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng video thừa nhận thiếu sót và có sự chậm trễ cho việc giải ngân số tiền 14 tỷ đồng này. Đồng thời, nam nghệ sĩ đã nhờ ekip của mình đến các tỉnh thành miền Trung bị thiệt hại để tiến hành giải ngân. Sau đó, thông qua một video khác, Hoài Linh đã công khai đầy đủ các chứng cứ như clip, hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch và khẳng định rằng không làm mẻ một đồng nào của công chúng. Thiếu minh bạch trong việc quyên góp làm từ thiện khiến uy tín, hình ảnh của nghệ sĩ giảm sút trong mắt công chúng, làm mất đi niềm tin mà công chúng dành cho nghệ sĩ. Mặt khác, nó làm tổn thương tấm lòng của những nhà hảo tâm khi đồng tiền của họ bị hao hụt, sứt mẻ, không đến được với cảnh ngộ cần đến. Có lẽ sau khi vượt qua mọi ồn ào, rất khó để các nghệ sĩ lấy lại được niềm tin, công chúng sẽ quay lưng với những nghệ sĩ thiếu minh bạch. Vâng, tinh thần và những gì các nghệ sĩ làm từ thiện đã được cộng đồng ghi nhận. Tuy nhiên thì vẫn còn không ít những ý kiến thắc mắc, thậm chí là chất vấn về sự minh bạch của những số tiền mà người hâm mộ đã đóng góp cho những nghệ sĩ, cho được đồng bào vùng lũ thông qua những nghệ sĩ. Và từ khóa nghệ sĩ sao kê tiền từ thiện đang là tâm điểm chú ý trong những ngày nay. Nguồn nhân xuất phát từ việc quyên góp của hàng loạt nghệ sĩ Việt, nhưng vì một vài lý do mà chậm công khai chi tiết các khoản quyên góp. Trong đó thì nhiều nghệ sĩ quyên góp đã đưa ra những lý do khác nhau để lý giải cho việc chưa hoặc không sao kê chi tiết tiền quyên góp. Điều này thì càng làm dư luận thêm bức xúc và hoài nghi. Vâng, đúng như chị Thúy vừa chia sẻ, tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta sao kê ngân hàng là điều hết sức là cần thiết để có thể chứng minh được là cái nghệ sĩ đó có làm từ thiện một cách minh bạch hay không. Và khi mà chúng ta in sao kê thì chắc chắn trên đó sẽ thể hiện thời gian này, số tiền giao dịch này, chi tiết cái việc rút nạp vào tài khoản.
Từ đó thì chúng ta sẽ có thể biết được các giao dịch phát sinh cũng như là kiểm soát được hiệu quả cái việc chi tiêu các cái giao dịch đó. Và đúng là nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tìm cách. Bởi vì cái việc chúng ta đi ra ngân hàng để sao kê thì tôi nghĩ là cũng rất là đơn giản và dễ thôi. Còn nếu như mà chúng ta không muốn thì chắc chắn rồi, nghệ sĩ sẽ không công khai và họ cũng sẽ không cho khán giả biết được rằng là họ đã dùng gì với số tiền đó. Và việc này thì sẽ mất thời gian, rất là mất thời gian. Vâng, đa số người dân thì đều đồng ý với việc sao kê minh bạch, bởi cho rằng một vài đồng nhỏ có thể là không tham đâu, nhưng khi chúng ta cầm trong tay, sở hữu trong tay một số tiền lớn, vài chục triệu, vài trăm triệu và thậm chí là hàng trăm tỷ đồng như rất nhiều nghệ sĩ đã quyên góp được, thì biết đâu lại động lòng. Nên cứ sao kê công khai, chi tiết là tốt nhất. Việc công khai và minh bạch số tiền nhận được từ các mạnh thường quân hay người hâm mộ đó là một điều cần thiết, rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng nghệ sĩ sử dụng đồng tiền từ thiện một cách đúng mục đích, giúp đảm bảo uy tín cho nghệ sĩ và làm tròn nguyện vọng của những người cùng đóng góp. Vâng, thưa quý vị, vấn đề đang được quan tâm và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội nhất bây giờ, đó là tối qua vào ngày 12 tháng 9 thì trên trang Facebook của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai sao kê số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ với hơn 12.000 trang sao kê. Và động thái này thì được cộng đồng mạng ủng hộ nhiệt tình và cho thấy sự công khai, minh bạch của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tối qua ngày 12 tháng 9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai 12.028 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, cơn bão số 3, với tổng số tiền lên tới 527,8 tỷ đồng. Trong hơn 12.000 trang sao kê này, mọi giao dịch quyên góp của người dân đều được ghi nhận chi tiết như thời gian, số tiền, nội dung chuyển khoản. Đây là việc làm cần thiết để thể hiện sự minh bạch trong việc liệt kê rõ ràng mục đích và thời điểm thu chi, là cơ sở minh bạch, chỗ dựa pháp lý vững chắc để đối chiếu với những ý kiến trái chiều. Đóng góp vài nghìn đồng hay vài trăm triệu đồng đáng được trân trọng, thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia của mỗi tổ chức, cá nhân với đồng bào của mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không ngại ngần công khai số tiền ủng hộ từ thiện một cách minh bạch, kể cả từ khoản tiền đến với người dân. Bảng sao kê cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của hoạt động từ thiện. Dựa vào đó, các cá nhân, tập thể có thể đánh giá lại hiệu quả của đợt quyên góp này, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp để đạt được kết quả tốt nhất. Một hoạt động từ thiện minh bạch, tức là nó minh bạch ở cái chỗ đấy, là hết sức rõ ràng minh bạch là số tiền mình quyên góp được từ mọi người, và nó minh bạch ở cái chỗ là cái số tiền đó được chi cho mục đích gì. Và tất cả những cái điều ấy đều có thể giải trình một cách rõ ràng, một cách gọi là hoàn toàn, gọi là không có một chút gọn nào đối với lại tất cả những người ủng hộ. Một cái khía cạnh nữa, nó không hẳn là cái chuyện nó không phải chỉ là minh bạch, mà là nó phải có hiệu quả. Tiền mà nhận một cách minh bạch, chi một cách minh bạch nhưng mà không đạt được một cái hiệu quả cao nhất, tức là không đúng cái chỗ mà người ta cần, không đạt được cái mục đích của cái số tiền mà ủng hộ, thì cái đó cũng là một vấn đề. Cho nên là bên cạnh sự minh bạch còn phải có một cái chuyện là sự hiệu quả. Vừa rồi trong cộng đồng và rất nhiều nơi cũng đã thấy xuất hiện những cái trường hợp mà chúng ta thấy là không minh bạch như thế nào. Đấy, và có thể là xuất phát từ ban đầu, từ cái mạng xã hội đúng không? Hay là cơ quan báo chí, chúng ta vào cuộc để chúng ta xác minh lại. Bởi vì trong trăm nghìn lần cái giúp đỡ một cái địa chỉ nào đó đúng không? Chúng ta phát hiện ra những người nói cho những người đó nhưng mà cuối cùng người đó không nhận được. Đúng không? Chỉ cần một cái phản biện từ cái người nhận nói là họ là những người đối tượng được nhận ở đó nhưng mà họ lại không được nhận đúng không? Thì chúng ta có thể hiểu là lúc đó có thể cho vào cuộc những cái nhóm thanh tra hoặc ở bên công an để xác minh, và cuối cùng là chúng ta thấy là về mặt pháp lý là chúng ta cũng vẫn có thể xử được những cái người đó. Vâng, và nhờ có sự công khai như trên thì nhiều người đã phát hiện ra hàng loạt cá nhân đã thổi phồng số tiền từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi của mình. Thưa quý vị, trước ngày 12 tháng 9 thì khi chuyển tiền ủng hộ đồng bào vùng lũ vào số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì nhiều người đã chụp lại màn hình cái biên lai chuyển khoản của mình và chia sẻ trên trang cá nhân. Và rõ ràng rằng việc ủng hộ dù lớn hay là dù nhỏ thì cũng là một hành động rất là nên được tán dương. Nhất là trong thời điểm mà bão lũ cũng vừa đi qua và cũng đã để lại rất là nhiều thiệt hại nặng nề như bây giờ ạ.
Vâng, đúng là chỉ sau thời điểm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tung ra hơn 12.000 trang sao kê thì đã có liên tiếp các câu chuyện mới được cư dân mạng bàn tán. Một vài trường hợp bị cộng đồng mạng tra ra số tiền ủng hộ thực tế thấp hơn nhiều lần so với con số họ đã khoe trước đó. Điều đó đã dậy lên một làn sóng chỉ trích dữ dội về cách sống phong bạt của một số người. Và tôi nghĩ rằng đã đi làm từ thiện thì con số tiền nó cũng chỉ là một phần thôi. Chúng ta không quan trọng về mệnh giá và quan trọng là tấm lòng, là cách chúng ta gửi gắm vào trong đó. Đã có rất nhiều các em học sinh ủng hộ chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng với những nội dung rất đơn giản. Cháu còn nhỏ, cháu đang đi học nên xin đóng góp một ít cho các bạn. Và số tiền tuy nhỏ bé nhưng đã cho thấy tấm lòng thương người như thể thương thân của các em học sinh. Chúng ta cũng không cứ nghĩ là phải đóng góp nhiều tiền thì đó mới là sự giúp đỡ. Dạ vâng, đúng là khi mà sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai hơn 12.000 trang sao kê, danh sách các cá nhân, tập thể đã ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, thì cộng đồng mạng đã sử dụng một từ tôi nghĩ là rất là viral trong hai ngày hôm nay, đó là từ check va. Và trong cái câu chuyện check va thì cũng có rất nhiều câu chuyện bi hài đã thể hiện ra cái việc hỗ trợ cho người dân vùng lũ. Trong khi mà có rất nhiều những người mà tổ chức cá nhân họ, người nổi tiếng họ đồng lòng để ủng hộ với những cái khoản tiền lớn, tiền nhỏ cho các người dân ở các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ, thì một số người lại thể hiện ra là đang làm màu, thậm chí là còn tạo những cái sao kê giả không đúng với số tiền chuyển khoản để có thể khoe lên trang cá nhân, khoe lên fanpage, khoe lên TikTok nhằm mục đích là tạo dựng những cái hình ảnh là mình chuyển một cái số tiền rất lớn để mình câu like và mình tạo sự nổi tiếng. Một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là cựu vận động viên thể dục Louis Phạm, tên thật Phạm Như Phương. Cô bị cộng đồng mạng tố đã Photoshop hóa đơn chuyển khoản đến Mặt trận Tổ quốc, ủng hộ đồng bào một khoản tiền ít hơn rất nhiều so với con số thực. Nhiều người cho rằng cô quyên góp khoảng 500 triệu đồng. Thế nhưng mới đây, dân tình lại kiểm tra lại bản sao kê một bill có thông tin được cho là trùng khớp với nội dung tên chuyển khoản của Louis Phạm, nhưng số tiền lại chỉ là 500.000 đồng. Một nhân vật tiếp theo là Việt Anh Pipo, chủ kênh TikTok cùng tên có 1,3 triệu lượt theo dõi và 56 triệu lượt thích. Việt Anh từng chia sẻ màn hình chuyển khoản ủng hộ 20 triệu đồng cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 vào sáng ngày 10 tháng 9. Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc công bố sao kê, cư dân mạng phát hiện ra số tiền thực sự là 1 triệu đồng. Sự việc khiến người hâm mộ Việt Anh và người dùng mạng xã hội vô cùng bức xúc. Chàng trai này bị tố là làm màu, phong bạt, lợi dụng việc ủng hộ đồng bào vùng bão lũ để PR tên tuổi cá nhân. Khi bị phát hiện, Việt Anh đã nhắn tin cho trang fanpage của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi về việc làm sai của mình. Mình xin lỗi mọi người, mình cảm thấy thật sự có lỗi. Có lỗi với những người mà vẫn đang ngoài kia, chống bão, chịu những hậu quả nặng nề từ bão. Thì mình vẫn ngồi đây, mình may mắn ngồi đây. Và quay clip thế này thực sự là không thể bênh được. Dù là nói 1 triệu hay bao nhiêu tiền thì cũng là đáng quý. Nhưng mà sống để tử tế, để không phải cảm thấy xấu hổ và sống làm sao cho đúng thì mình nghĩ rằng nó còn đáng quý hơn. Và mình nghĩ rằng là mình sẽ phải kiểm điểm bản thân theo nhiều cách. Mình chắc chắn sẽ kiểm điểm bản thân. Vâng, thưa quý vị, không chỉ có những người tự làm giả mạo cái biên lai chuyển khoản của mình mà còn có những người khác thì lợi dụng cá nhân tổ chức nổi tiếng để làm giả, để chuyển khoản những số tiền nhằm giảm đi uy tín của những cá nhân tổ chức đó. Và lúc này thì cơ quan chức năng cũng đã đang vào cuộc để có thể đưa lại một sự minh bạch công khai để giành lại uy tín cho những cá nhân tổ chức đó. Dạ vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ thì khi mà cộng đồng mạng vẫn đang căng thẳng trong cái việc check va hơn 12.000 tờ sao kê của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì cũng ngay trong tối hôm qua thôi thì đến tận hôm nay thì tôi nghĩ rằng có một vấn đề nóng nữa cũng được đang cộng đồng mạng cũng đang lan truyền một cách chóng mặt, đó là những hình ảnh của một ekip làm từ thiện ngay tại giữa thủ đô Hà Nội của chúng ta thôi ạ. Vâng, chị Trang nhắc đến đây thì tôi cũng nhớ ra luôn ạ. Tôi cũng đã hình dung ra được những hình ảnh chia sẻ được chóng mặt ngay tại khu phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Và lướt trên mạng xã hội thì tôi thấy đa phần mọi người đang nhận định ekip này đang cố tình tạo ra những khoảnh khắc để thu hút sự chú ý của công chúng vào đúng thời điểm nhạy cảm. Và những hình ảnh hậu trường ghi lại là còn tạo cho nhau một điều kiện đứng ra xa, đứng ra sâu hơn nữa để lấy được những hình ảnh đẹp, lợi dụng những cái cảm xúc của cộng đồng để có thể đem lại hình ảnh cho mình. Vâng, đừng diễn trò trên nỗi đau đồng bào. Đó là câu nói thể hiện sự bức xúc của người dân muốn nói tới ekip này. Vâng, đúng là như vậy ạ. Ngoài những hình ảnh không phù hợp, ví dụ như là tôi rất ấn tượng là
họ ngồi ở trên thuyền nhưng mà thực ra mực nước họ chỉ ngập đến có đầu gối thôi ạ. Sau đấy thì là người dân thì họ vẫn đang đứng xung quanh và họ nhìn cái ekip đấy họ làm từ thiện. Đó là những cái hình ảnh mà được chụp lại. Và ngoài ra đúng như chị Thúy nói là còn một cái chi tiết nữa rất là quan trọng, đấy là cái hình ảnh cắt ra từ livestream. Tức là khi mà họ đang làm từ thiện thì lại còn có cái phần là tạo dáng này, đi ra chỗ nào nước ngập sâu để mình đứng để cho đẹp. Quả thật là rất là khó hiểu trong đúng cái thời điểm như thế này. Và liệu rằng đây có phải là một kịch bản đã được dàn dựng trước hay không? Vâng, dù các thông tin chưa rõ ràng về mục đích của ekip thực hiện này như thế nào, nhưng tôi chắc chắn qua những sự việc như thế này thì hình ảnh của các nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây mất niềm tin của công chúng và các hoạt động từ thiện. Một vài cá nhân đã lên tiếng xin lỗi, sau đó bị tố là phông bạt trong việc góp tiền hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Nhưng trong thời điểm này, chúng ta cần hơn một lời xin lỗi. Trên mạng xã hội ngày hôm nay trở nên ồn ào với sự việc hình ảnh những người cầm micro đã thể hiện giống một nghệ sĩ khi mang đến cho công chúng mạng khá nhiều tiếng cười với việc cưỡi thuyền đi cứu trợ từ thiện mì tôm ở ngay phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô, nơi ngoài đê những nước ngập chưa đến đầu gối. Cư dân mạng thắc mắc, cứu trợ từ thiện kiểu này có thực sự cần thiết? Khu vực mà họ đến diễn cứu trợ nằm ngoài đê sông Hồng. Khu vực này vốn thường xuyên bị ngập mỗi mùa lũ, người dân đã quen với điều kiện này, có đủ kinh nghiệm để đối phó và không có nhu cầu cứu trợ. Không chỉ có thế, tại thời điểm đến phát quà, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên đã sơ tán người dân đến nơi an toàn. Một đoạn clip ghi lại cảnh những người nghệ sĩ này đã lội nước đi vào khu vực bị ngập lụt, kèm theo câu nói của một người trong ekip: "Mọi người đứng lui vào chỗ ngập sâu cho nó đẹp", đã khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người cho rằng hành động này mang tính PR cho bản thân, cố tình tạo dựng hình ảnh cứu trợ khi đồng bào miền Bắc đang gánh chịu nỗi đau bởi thiên tai. Hành động mở livestream đề nghị ekip đứng ngập sâu để quay phim. Quế Vân mang kính đen, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc đeo ủng kỹ càng trong khi nước chỉ ngập đến mắt cá chân, càng khiến dư luận nghi ngờ mục đích thực sự của nhóm nghệ sĩ này. Vâng thưa quý vị, từ thiện và chia sẻ là hành động rất đáng trân trọng, vô cùng trân quý khi trong danh sách từ thiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố có những khoản đóng góp rất rất nhỏ của các em học sinh với lời nhắn thể hiện thực lòng rằng các em học sinh chỉ có vậy nhưng em muốn chung tay góp sức. 25.000 đồng của em học sinh hay 250 tỷ đồng của Vingroup và tỷ phú Vượng đều là những chia sẻ trách nhiệm và đáng quý, đáng được ghi nhận. Vâng, nhưng xã hội thì cũng cần thanh lọc những kẻ lợi dụng cái khốn khó của đồng bào, lợi dụng cảnh nguy khốn của thiên tai để mà trục lợi về mặt hình ảnh và vật chất. Xã hội cũng sẽ cần điều chỉnh những hành vi ngụy từ thiện, những kiểu từ thiện mạng mà mục đích chính là để khoe Facebook, và đặc biệt là những hành động bất thiện đang dần len lỏi như những cỏ dại ở trong đời sống thì rất cần được dọn sớm. Vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập tới quý vị chủ đề này vào Hà Nội 18 giờ ngày mai. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung khác.